chị Nguyễn Hồng. Chị Mắc Quyền à? Hello với chị nha, những người chị Minh Quyền kìa. Những người chỗ cái nó hiện lên là được. Hello cả nhà. Cả nhà chia sẻ livestream cho em nha. Chia sẻ livestream cho em tặng quà nha. Hôm nay em có dây chuyền mới này cả nhà này. Ngọc trai đấy. Trời ơi, khoe đấy. Rồi nghỉ nhau đó đi. Nghỉ nhau thấy chán đời lắm. Chào chị Vũ Thu nha. Chị Nhung Vũ Thu nha. Vũ Thu Nhung chắc thế. Hello cả nhà. Cả nhà chia sẻ livestream cho em nha. Đừng có nhờn chị nha. Đây. À, chào cả nhà nha. Thì em bán quần áo, thì bán quần áo nữ thì các chị lấy nick của chồng các chị vào xem. Các chị thường thường cũng thỉnh thoảng có chị vẫn lấy nick của chồng mình vào xem livestream mình bán này. Chào chị Nguyễn Thảo nha, cảm ơn chị nha. Em nhìn thấy chị Mai Diệp nha. Chào chị Than Hương nha, chào nha. Chào cả nhà nha. Chào chị Mai Hương. Chào chị Minh Quyên nha. Áo của chị từ từ đem tìm đã nha. Chị tìm đã, chị gì nhỉ? Gì đấy? Chưa tìm thấy áo của chị mà gửi đổi chị cơ, gửi nhầm áo. Hello cả nhà ơi. Nhà chị sẻ lại chim cho em nha. Ở trong túi không tìm được. Đây. Cái này ở trong kiện đấy, tao lôi vươn ra được đâu. Cứ theo kiện kiện vậy. Đây, mà nó cái nào thì trên này chim này này. Đang lao đây này, lên mà lấy. Hello, cả nhà chị sẻ. Bà chị chân lên mà xem. Có đang bán nhưng em bán áo đang mặc nha. Đang chị mặc để em bán hàng đây, em bán áo lên ngắn đồng giá 120k nha. Đồng giá 120k lên ngắn nha. Này em đang ngắn thì gặp nhà này các chế này. Cực đẹp luôn. Đấy. Con màu này là màu cam nha, đen cam mặt cười này. Chủ yếu này em bỏ cái vòng qua để em khoe cái mặt vòng của em nha. Đó. Chậm à. Nắm. Hello, bán đi em, lát nữa đông là khó chốt. Thì bây giờ có ít mà các chị nhá. Chị nào chia sẻ cho em lên 5 nhóm chụp màn hình lại, em sẽ giảm 10k phí ship cho các chị nhá. Có với len không? Có vài chiếc thôi mà em chẳng biết đang để đống đồ như này rất chi là nhiều. Thì là các chị cứ xem like nha, thì nào cũng có vấy. Các chị chia sẻ livestream cho em nha. Các em. Chào chị, biết hôm nay có đây một con áo cực kỳ xinh nha. Con áo này chị nào mà tầm đấy nhở, tầm 40 kg 50 kg thôi nha, 40 kg 50 kg thôi. Đây cái này nha, cái nào ưng thì các chị chốt hàng nha. Con này này, màu đen này, màu đen cam này. Hello cả nhà chia sẻ livestream cho em nha. Đà. Cực kỳ xinh luôn. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa nha. Các chị chia sẻ livestream cho em nha. Chia sẻ livestream cho em để em tặng quà nha. Này cái áo cực kỳ xinh luôn. Mặt cười, xinh xinh. Dễ thương. Chị nào mà 40kg, 50kg mặc thôi nha. Chào chị, các chị nha. 40kg, 50kg mặc vừa này nha. Màu cam đen nha. Đây vệ sinh. Con này mã 134 120k. Ê, bắt đầu đi chị Nguyễn Hưng nhá. 134 chị Nguyễn Hưng thì nhưng còn một đơn ở đây em chưa gửi đi sao ạ? 134 120k. Đây đây. Không phải lộn để tí nữa sẽ thấy hộ. Rảnh quá. Đây nha. 134 là của chị Văn Nguyễn ạ. Con này nha. Chị nào mà 40kg, 52kg mặc vừa nha.
40 kg đâu, 2 kg mặc vừa, cực kỳ xinh luôn. Hình như nó có một con như thế này, màu cam đúng không? Đúng nhỉ? Đây nha. Con này chị nào này? Em biết đấy, chị Đỗ Quỳnh à. Chị nào 40 kg, 52 kg mặc vừa nha, cực kỳ xinh luôn. Mã 118 120k. 118 120k. Áo cực xinh nha. Áo len vừa về hôm nay cực kỳ nhiều luôn, nhiều ơi là nhiều. 118 là của chị Lily Nguyễn ạ. Mọi người chia sẻ cho em nha. Lên 5 nhóm, các chị chia sẻ lên 5 nhóm, các chị chụp màn hình này nè. Rồi gửi cho em nha, em sẽ giảm 10k visit cho các chị nha. Chỉ việc ở chỗ bên cạnh này có nút chia sẻ đấy, các chị chỉ cần nhấn 1, 2, 3, 4, 5, các chị chụp màn hình phát là em ok luôn. Nhưng mà 5 nhóm nào đông đông người một chút nha, đừng có 5 nhóm có 1, 2 nghìn người nha. Chán các chị mà được mã nào nhớ mã rồi bước chạy đây nha. Con này nha, con này cực kỳ dễ thương luôn, chất cực đẹp luôn. Này, chất len cực đẹp nha. Con này này, màu xanh than này, màu xanh than này. Đây, họa tiết cực kỳ xinh, dễ thương nha. 40kg, 52kg mặc vừa. Đây, 40kg, 52kg mặc vừa nhắc chế nha. Con này mã 105, 120k. 105, 120k. Tổng giá 120k nha các chị nha. 120k len, len ngắn nha. Cực xinh luôn, chất cực đẹp luôn nha. 105 120k. 105 là của chị Nguyễn Hưng ạ. Chị Nguyễn Hưng biết em thử đi cho em quên mất, không biết chị thử chưa. Xinh quá. Đây, chị nào mà có đơn hàng từ hôm qua mà em gửi đi rồi mà các chị bảo giữ thêm mà em gửi đi rồi ấy, mà đơn hôm nay vẫn có, các chị đi tầm 2-3 cái áo ấy. Xin toàn quốc là 30k chị yêu. Chị nào mà đi tầm hôm qua mà đi rồi, mà hôm qua một đơn hàng mới đi hôm qua mà hôm nay các chị lại đi tiếp thì em sẽ giảm một nửa phí ship cho các chị nha. Dù như hôm qua đi rồi hôm nay lại đi tiếp thì em sẽ, tại vì bây giờ từ bây giờ gần Tết rồi em sẽ không nhận giữ hàng đâu. Chị nào lấy hàng là gửi đi luôn. Ví dụ như hôm nay gửi ngày mai mà có đơn tiếp thì em sẽ giảm cho 15k nha, nửa phí ship chị, một nửa phí ship cho các chị nữa nha. Em thấy chị Tranh Nguyễn ạ. Đây, con này này. Vọt vàn này các chị này. Em thấy chị chia sẻ cho em nha. Chia sẻ lại cho 5 nhóm chụp màn hình này em giảm cho 10k nha. Đây. Một con cực xinh nha. Đây ô vuông chất cực đẹp luôn. Đảm bảo các chị chất cực đẹp nha. Chị Năm Hơi, chị Nguyễn Hương Đầu nha chị nha. Em theo mấy chú ạ. Này. Em lau cái màn hình này nha. Con này nha. Chị nào mà 40kg, 55kg mặc vừa. 40kg, 55kg mặc vừa nha. Đây con này kiểu vót vát này, chị này ôm ôm thế này. Cực đẹp luôn. Mã 171, 120k. Hỏi sao không trả lời chị Toàn Nguyễn Lê Dung hỏi gì chị ơi. Mã 171 nha. 171. Chị ơi à, em theo mấy chủ nha. 171 là của chị Mỹ Trinh ạ. Mạng máy chủ em là mạng nhanh nhất nha. 171 120k thôi nha. Chị Mỹ Trinh inbox cho em đi nha. Chị Mỹ Trinh qua lấy. Anh vừa lại nhớ đấy. Dịch Việt rồi. Ngày nào chị cũng có người sang, nhân viên của chị sang lấy hàng. Em thấy chị Văn Nguyễn ạ. Sang lấy áo cho chị. Để còn chọn thêm nữa chứ. Bị hỏi mãi không được, bạn ở đâu vậy? Em ở Trần Như Hưng nha. Này, con này nha. Các chị ơi, chị sẽ ai chim nha em nha. Mã chị gì? Con này chị nào 40kg nên 47kg mặc vừa nha. Em nhớ mã chị nha, chị Toàn Nguyễn Lê Dung ạ. Em nhớ mã nha, cứ nói chị chốt mà đọc mã, và chị nào nhớ mã thì càng tốt. Con này nha, chị nào 40kg đến 47kg mặc vừa. 40kg đến 47kg mặc vừa, mã 147, 120k. 147, 120k. 147, 120k.
147 của chị Kiều Trân Vũ ạ. Thám Hương có lấy 105 không mình nhờ hả? Áo cực đẹp nha. Các chị ơi, chị nào mà chốt hàng các chị chắc chắn chốt, các chị chốt nha. Chắc chắn chốt, chốt để cho người sâu chốt nha. Đây. Chị nào chắc chắn chốt thì các chị chốt nha. Con này nha. Con này cổ bẻ nha, chỗ này hơi nhăn rồi, cổ hơi nhăn tại vì gấp trong áo. Đây nha. Giặt là các chị về nhà giặt là nó không bị nhăn đâu, em gấp trong cái túi nên nó nhăn một ít áo. Đây. Con này chị nào 40kg, 52kg mặc vừa nha. 40kg, 52kg mặc vừa. Màu nâu bã trâu này. Không nhìn phải màu nâu ý, màu đỏ đôi chứ. Con này màu đỏ đôi nha. Con này mã 116, 120k. 116 116, 120k. Chị nào chốt được mã nào chị inbox cho em, cho em thông tin địa chỉ nha. 116, 120k. 116 là của chị Huyền Hanna. Chị Huyền Hanna inbox cho em ấy nha. Một màu hồng nha, túi hai bên này, tay của nó này, cực kỳ xinh. 116 là của chị Huyền Hanna. Chị inbox cho em ấy nha. Con này chị nào 40kg, 52, 53kg mặc vừa nha. 40kg, 52, 53kg mặc vừa. 140k, mã 101. 101, 140k. Các chế chia sẻ livestream cho em nha. Bột không bột 140k. Body bột, này 105 là chị Nguyễn Hưng nhờ cho chị Nấm Hương nha. Chị Nấm Hương được 105 nha. Con này nha, con body chất nách nha. Kiểu này kiểu nó này mở khóa để bỏ vào này. Kiểu nó như thế nhỉ. Con mấy body này thì em ngại mặc lắm. Tại vì là em mặc với xe trong nó không ôm được nha. Đây. Mấy xe body này nha. Màu ghi nha, màu ghi cực kỳ mới. Đây, sắt nách. Đây nha. 101 của chị Tường Vi ạ. Chị nào 40kg, 52kg mặc vừa body này nha. 140k thôi. Mã 106. 106, 140k. Body sắt nách nha. 101 của chị Tường Vi nha. Chị Tường Vi book cho em đấy nha. 106, 140k. 106 của chị Dung Nguyễn ạ. Chị nào chốt được hàng các chị inbox cho em nha. Inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha, thông tin địa chỉ số điện thoại nha. Chốt hàng Văn Minh nha, chị nào chốt hàng thì inbox cho em nha. Đây một con nâu, à một con đỏ đô nữa nha. Đây. Chị nào 40kg, 52kg mặc vừa. 40kg, 52kg mặc vừa. Con đỏ đô này đẹp quá. Má 121, 120k. Áo cực đẹp luôn. Áo 121, 120k. Áo 121, 120k. Đây nha. Con đỏ đây nha. Con đỏ đây xinh lắm các chị ạ. Cổ sơ mi nha. Đây, cài cúc như thế này nha. Con này nhỏ nhỏ nha. Chị nào 40kg, 50kg thôi. Mày nhỏ đây. 40kg, 50kg mặc vừa nha. Sơ mi nha, cổ sơ mi nha.
Chị nào không thích cài cúc cao lên thì các chị có thể cởi cúc ra nha, cởi cúc ra để thanh cổ bẻ nha, cổ bẻ thấp hơn nha. Hai xôi bánh cúc đây. Đây, không thích thì bẻ cổ như thế này nha. Con này mã 143 120k, 143 120k. 121 là của chị Tranh Nguyễn ạ. 143 120k. Chị chia sẻ bài cho em với nha. Alo ạ. Đây. Bốn ba một trăm hai mươi Mấy k đây, tôi tua nha, cực kỳ đẹp luôn, sang chảnh em chưa? nói xong lấy gần kẹo Chào luôn chị ạ. Thúy Hồ ạ. Tức là chọn sao à, thì đấy thì là đẹp nhau ạ. Này nha, con này chị nào 40 kg, 143 là của 50 kg chị nha. Nguyễn Hương ạ. Đây, con này chị nào 45 kg, 55 kg mặc vừa, mã 113 120k, 113 120k thôi nha, 113 120k. Các chị ơi, các chị chốt hàng, các chị inbox luôn cho em là mấy chị inbox đen luôn, em cảm ơn các chị nha. Một Chốt một hàng ba là luôn. của chị Hồng Minh ạ. Chị Tôi Hồng Minh inbox cho em với nhá. Đây. Con này nhá. Cánh rơi này, cánh chế này, tay vòng này. 45 kg, 57 58 kg mặc vừa nhá. Chị nào 45 kg, 57 58 kg mặc vừa con này nhá. Các chị chia sẻ livestream cho em nhá. Con này xinh lắm các chị ạ. Này cực kỳ xinh, nhanh cảnh này. Thì nó Nhìn có rất hai chi cái là sang hai cái chảnh lỗ luôn. này, cái chế này. Đây. Con này nhá. Mã 145 120k. 145 120k. Sinh mà chỉ có 120k thôi các chị ạ. Chị Hồng Minh chia sẻ cho em với nhá. 145 là của chị Minh Vi ạ. Chị Minh Vi nữa, chị Minh Vi chia sẻ cho em, nhóm cho em với nhá. Các chị chia sẻ nhóm cho em thì tí em miễn phí giảm ship cho các chị nhá. Chị nào chia sẻ 5 nhóm không giảm 10k nha. Chụp màn hình lại nha. Đây. Cái này nha, sọc sọc này. Chị Minh Vi book cho em với nhá. Cực kỳ xinh luôn. Con này xinh lắm các chị ạ. Dày dặn nữa. Đây, chị nào mà 40 kg, 52, 53 kg mặc vừa. 40 kg, 52, 53 kg mặc vừa nha. Mã 167, 120k. 167. 167, 120k thôi nha. Đồng giá 120k nha. Hôm nay có lên khoa sai không ạ? Có nha chị Trần Có lên Phụng. khoác nha, nói phát em lên khoác em mặc luôn này. 167 là của chị Bibi bi ạ. Chị Mick Bibi book cho em với nha. Khoác lấy vô màu đen luôn. Khoác đen là của chị thường chết ra đây. Đây nha. Chị Mick Bibi Con này book cho nha. em với nha. Nhẹ nhàng nha. Chị nào 40 kg, 50 kg mặc vừa nha. 40 kg, 50 kg mặc vừa con này nha. 150k, mã 149 nha. 149, 150k. Em bán con khăn đen này nữa. Chào. Này thích dùng thích bán váy xanh ạ. 149 là của chị Lê Lê Lily Nguyễn ạ. Một khoác màu đen nha, để đấy. Một con khoác màu đen nha. Đây. Một khoác màu đen nha. Có một cái váy Con này chị nào 40 kg 5 tin tôi bán. 40 kg, 50 kg mặc vừa nha. 40 kg, 52 kg vẫn vừa nha. mình nhận hàng bị động quá đúng không? Thì Này nhắn tin nha. book nha, tin book cho em nha. Con này nha, chị nào 40 kg, 52 kg mặc vừa nha. Đây. Con này mã 148, 160k.
148 160k. Một bố tám 160k. Một con này lại sinh. Xinh quá xinh quá. Đây 148 là của chị Hoàng Anh Ngọc ạ. Con này nha, chị Hoàng Anh Ngọc xé xé nha chị này. Chị nào 40kg 50kg thôi nha. Chị nào 40kg 50kg mặc vừa nha. Con này mã 173 120k. 173 120k. Cả nhà chia sẻ livestream cho em nha. Mã 173 120k. Thì nghĩa là chị nào ạ? Mã 148 là của chị Hoàng Anh Ngọc ạ. 173 120k. Chị nào chốt được các chị inbox luôn cho em nha. 173 là của chị Nguyễn Đặng Diễm Quỳnh ạ. Một con này đấy, con nỉ thế nhỉ? Nhưng mà rất len ạ. Anh chị Toàn Nguyễn Lê Dung chia sẻ cho em với nha. Chị Toàn Nguyễn Lê Dung ơi, thế là một cái tủ của em lấy cái áo màu vàng nỉ thì em bán luôn. Cái đấy là do mạng chị kém chứ chị Dương Quỳnh ạ. Mạng chị kém nên là thấy mọi người chốt rồi bị đây nha. Một con nỉ cực kỳ đẹp nha. Đây còn len đấy, một con nỉ đâu ạ? Len xinh lắm các chị ạ. Con này xinh lắm. Đây nhìn như nỉ đấy ạ. Con này chị nào mà 45kg 55kg mặc vừa nha. 45kg 55kg mặc vừa. Mã 158 120k. Mã 158 150k. 20k 120k. Bán đồng giá 120k. Khoác đi. 158 là của chị Trà Giang Nara. Đây. Đợt này mình còn khoảng tầm 6 kiện về thôi. Nếu mà bạn lấy về cái này nha. 40kg 50kg mặc vừa nha. Ok 4... chị già Trà Giang Nara. 40kg 50kg mặc vừa nha. Nhiều, nhà mình rất nhiều hàng. Đúng rồi. Đây. Lúc nào mặc qua. Ok. Con này nha. Chị nào 40kg 50kg mặc vừa. Bây giờ qua luôn ạ. Mã 144. Bây giờ quay lúc nào nhỉ? 144. 120k. 144 120k. Tức là nó gần đối diện với đường Hà Nội Thủy nhưng mà đi vào ngõ. Mình đang đúng rồi. Nhưng mà đứng gần bên này, đúng rồi, nó đối diện bên này, nó chỉ biết đường này có cái ngõ nhỏ. 144 là của chị Hương Xuân ạ. Chị Hương Xuân inbox cho em với nhá. Con này nha. Cả nhà ơi, chia sẻ là chim cho em với nha. Nào, cả nhà chia sẻ là chim cho em với nào. Bọn này nha. Bọn là của chị Hương Xuân ạ. Chị Hương Xuân đi. Con này chị nào 45kg đến 56kg mặc vừa nha. 45kg đến 56, 57kg vẫn vừa nha. Mã 133 120k. 133 120k. Một ba ba là của chị Ngọc Anh Lê ạ. Dạ. Thì nhưng mà ấy đi. Nhưng mà bỏ gọn lại chứ. Đổ ra. Đây nha. Tôi tua này. Chị này đẹp quá nhở. Ship về Nga Sơn là 30k chị nhá. Toàn quốc đều chị 30k. Chị Hương Sơn thì thêm đi nhá. Đây. Nhiều là dáng đẹp lắm. Con này chị nào 40kg 50kg mặc vừa nha. Con này cực kỳ đẹp luôn. 40kg 50kg mặc vừa. Mã 132 120k.
Con này xinh lắm bác chị ạ. 132 120k. Anh 132 là của chị Hào Vũ ạ. Anh chia sẻ lên tâm sự chưa? Con này nha. Con này nha, cực xinh luôn, chắc cực đẹp luôn nè. Chị nào? Chị nào 40 kg 52 kg nha. 40 kg 52 kg mặc vừa nha. Mã 168 120k. 168 120k. 168 120k. Nếm 20 cái vào. 168 120k. 168 120k. 168 là của chị Phạm Minh ạ. Chị Phạm Minh inbox cho em ấy nhá. Này nha, khóa này, túi này. Túi không có túi, giả túi thôi. Nó chỉ giả túi được các chế ạ, chứ không phải là túi đâu. Giả túi nha. Con này nha, bác chị ạ. Chất dày cực kỳ luôn. Dày dặn xinh lắm. Chị nào 40kg 52kg mặc vừa nha. 40kg 52kg mặc vừa. Mã 152 130k. 152 130k. 132 là của chị Hào Vũ ạ. Em thấy chị Hào Lê Phù khờ nhá chị nhá. 152 là của chị Nhật Hào ạ. Chị Nhật Hào inbox cho em đi nhá. Một năm hai nha. Chị ơi, chị chốt sâu nha chị nha. Em theo mấy chủ nha chị nha. Chị Heo Lê Khù Khờ ạ. Con này nha. Con này chị nào 40kg 50kg mặc vừa nha. 40kg 50kg mặc vừa. Mã 135 120k. Đồng giá 120k nha. 135 120k. Một ba năm là của chị Nấm Hương ạ. Đây nha. Chị nào 40kg 52kg mặc vừa nha. 40kg 52kg mặc vừa. Hello cả nhà ơi. Chị nào 40kg 52kg mặc vừa con này nha. Con này xinh lắm các chị ạ. Con này này. 123. Mã 123 120k. 123 120k. 123 120k thôi. 123 120k. Một hai ba là của chị Toàn Nguyễn Lê Dung ạ. Con này nha các chế nha. Đây. Chị nào 40kg 52kg mặc vừa nha. 40kg 52kg mặc vừa cái này nha. Mã 137 120k. 137 120k. Món khoác đỏ cực kỳ xinh nha. 137 là của chị Văn Đăng ạ. Chị Văn Đăng inbox cho em ấy nha. Con này cài cúc nha. Chị nào 40kg 50kg mặc vừa nha. Chị nào 40kg 50kg mặc vừa con này nha. Đây. 40kg 50kg mặc vừa. Em thấy thì chị Thúy Hồ ạ. Khoác xinh lắm các chị ạ.
Đó, cực kỳ chất luôn. Con này chất cực đẹp nha. Con này mã 103 140k. 103 140k. Một không ba là của chị Giang Vân Giang ạ. Chị Vân Giang inbox cho em với nhá. 103. Cực kỳ đẹp luôn. Em nhận được hàng rồi ạ. Len dày dặn ưng lắm ạ. Em cảm ơn chị Ánh Biển ạ. Ánh Biển ạ. Anh Biển. Anh Biển ạ. Biển đi chấm phải ạ. Đây. Em thấy chị Thúy Hồ ạ. Con này nha. Chị nào 45 kg nha. Chị Vân Giang ơi, chị chốt cho ai thì tí nữa chị ơi cho em nha. Em mặc ngược con rồi cái kia đây này. Hình đây mặc ngược nha. Con này nha, chị nào 45 kg, 57, 58 kg mặc vừa nha. Chị nào 45 kg, 57, 58 kg mặc vừa. Mã 115, 120k. Chị Vân Giang chị chốt cho ai thì tí nữa chị inbox cho em với nhá. Chị tí nữa chị chốt thì chị inbox cho em với chị Vân Giang ạ. 115 là của chị Thủy Tít ạ. Con này nha, cực kỳ xinh luôn, ngắn dài nha. Bên ngoài đấy thì đừng. Đây nha. Đây. Con này nha, chị nào 40 kg, 52 kg mặc vừa. Con này mã chân và chất dày dặn lắm các chị ạ. Cực đẹp luôn. Cực đẹp luôn. Mã 140 140k. 140 140k. Chất cực cực đẹp luôn các chị. Một không bốn là của chị Trường Hoa Nguyễn ạ. Chị Trường Hoa Nguyễn đi bốc cho em với nha. Chọn bây giờ. Đây nha. Đây nha. Này cực kỳ xinh luôn này các chế này. Con này nha, ngọc đen nha. Đây. Chị Hương Săn chốt 140 sâu rồi chị nhá. Chị săn nhanh lên chị ạ. Toàn là vải đẹp thôi, chất đẹp cực kỳ. Con này đẹp mã 146 nha. 146 120k. 146 120k. Rồi cái đó. 14, chị Hương Săn chốt cái nào chốt đầu ấy chị nhá. Chị ưng cái nào chị nhắn tin chị bình luận nhanh lên. Chỉ có một cái thôi ạ. 146 là chị Vân Giang ạ. Chị bây giờ biết cái gì. Đủ cái bó này. Anh không tin tưởng với em hay sao? Con này nha. Con này từ từ đã. Con này nha. Màu hồng này. Chị nào 40 kg, 50 kg mặc vừa nha. Chị Hương. Chị nào 40 kg, 50 kg mặc vừa. Chị Hương sao đây, chị chốt cái nào chị ưng ấy thì chị chốt nhanh lên. Mọi người chốt đầu rồi em phải cho đọc mọi người ấy chị ạ. Em không đây. Nhường được đâu. Con này nha. Chị nào 40 kg, 52 kg mặc vừa. Mã 111 111 120k. 111 120k đây. Mình một trăm mười một 120k nha. 111 là của chị Nhé Nguyễn ạ. Con này nha, Lan cực thích luôn, sờ lì cho nên cái chế này chắc cực thích. Con này nha, chị nào 40 kg, 50 kg mặc vừa.
chị 49 đến 50 kg một người nha. Còn nhiều cái ưng lắm ấy ạ. Con này mã 155. 155 120k. 155 120k. Chị Hương San, chị ưng cái nào chị bình luận nhanh lên đấy ạ. Chỉ có một cái duy nhất thôi nhé chị nhá. Sao anh chọn cái này vậy? 155 là của chị Phan Hoàng Anh ạ. Đưa ra đây. Cái này nha, màu tím nha, cổ bẻ nha. Đây. Con này xinh lắm các chị ạ. Đây. Chất cũng cực kỳ đẹp luôn. Con này nha, chị nào 40kg, 52kg mặc vừa, mã 131, 120k. 131, 120k. 131, 120k. Bị vợ lượt rồi. Chị Diệp tiếp được 131 ạ. Con này nhá, cái này thì cái gì này, mày mặc cái gì trong này, cái gì này, cái này kiểu gi lê ấy. Mặc cổ sơ mi hoặc là cổ tròn hay cổ cao này. Con này nhá, con này gi lê nhìn đẹp lắm các chị ạ. Chất len cực thích luôn. Con này nhá, anh ở đây hoa này đâu. Cái này nha, chị nào 40kg, 52kg mà vừa nha. Ai? Cái này đi. Đây, cực kỳ xinh luôn. Con này mã 163, 120k. Buồn quá, sao buồn chị Phương Nguyễn ơi. 163, 120k thôi. 163, 120k. Chị nào? Ok chị Diệp Tuyết ạ. 163 là của chị gà không biết gây ạ. Không. Vâng, tại vì nhiều lần các nhiều khi không may nó mất thôi, tại vì em để nó không hay mất thôi chứ còn thỉnh thoảng nữa. Đây. Vâng. Cổ ba phân này thêu cực kỳ đẹp này. Chị gà không biết gây bức chèn đấy nhá. Cực kỳ thích luôn, chất cực kỳ đẹp luôn. Đẹp lắm chị ạ. Chất con này cực kỳ đẹp luôn. Con này mã 150, 120k. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa nha. Mã 150, 120k. Em thấy chị mùa xuân comment nhá. Nhưng mà chị comment toàn sau thôi chị ạ. Mạng chị đến chỗ nào cho khỏe tí chị ơi. 155 chị nhường cho chị Mùa Xuân ạ. Chị Mùa Xuân ơi, 155 chị Phan Hoàng Anh nhường cho chị có lấy không ạ? Cái này không thích, cái này rộng lắm. Này to lắm chị nào. 150 là của chị Kim Văn Nguyễn ạ. Không gì ạ. Alo ạ. Chị Mùa Xuân nếu mà chị lấy thì chị ok nhá. Con này nha. Con đi ở số 5 nha, tới đây nha. Con này nha. Thế đây này. Đây. Bán đây. Đây nha, mới lấy một bịch mới để bán. Ok, chị mua xem ok. Đây. Con này nha, chị nào 40kg, 52kg mặc vừa nha. 40kg, 55kg mặc vừa nha. Con này mã 138, 120k. 138, 120k. 138, 120k. Chị Mùa Xuân ơi, đơn của chị chắc em đi rồi chị ạ. Chị chốt đi rồi em đi ạ. Tiếp chị nhá. Chị nào mà hôm qua em mà chốt hàng mà mới đi hôm nay mà có đơn hàng hôm nay nhá thì em sẽ giảm cho. Nhưng mà phải ít nhất là các chị phải chốt được 2-3 cái áo thì em mới giảm được cho chị 15k nhá. Còn em 120k một đơn áo mà em giảm 15k thì em chắc là
không được một cái gì mà thức trắng chọn đêm để check hàng, chết mệt. 1385 của chị Mi Duyên, Mi Duyên ạ. Đây, đây nha, con này nha, đây này. Chị nào 40kg, 52kg mặc vừa nha, 40kg, 52kg mặc vừa, mã 104 120k, 104 120k. Cả nhà chia sẻ livestream cho em nha, 104 120k. Các chị chia sẻ và theo dõi em với nha. Hello cả nhà thân yêu, cả nhà thương em thì áo nam có không em? Chị ơi áo nam thì em không có chị nha. Ngày 104 là của chị Lily Nguyễn ạ. Cả nhà ơi nhanh tay, nhanh tay, nhanh tay nào. Con này cực kỳ xinh này, cực kỳ xinh mà như là mới luôn này. Nhưng mà chị nào phải to to nha. Con này chị nào nha, con này chị nào mà 48kg nha, 48kg đến 57kg mặc vừa nha. Đây, như em 49kg mặc vừa này. Chị nào 48kg, 57kg, 58kg bên vừa nha. Con này mã 388, 388, 120k. Mã 150 là của chị Kim Văn Nguyễn ạ. 388, 120k. Chị Kim Văn Nguyễn tí nữa inbox cho em với nha. Chị được mã nào chị inbox cho em với ạ. Đây, khoác tay này. 104 là của chị Lily Nguyễn ạ. Ngọc Ngọc này. 388 là của chị Hai Nguyễn ạ. Con này nha, con này chị nào 48kg, 57kg mặc vừa nha. Lô là như thế. 48kg, 57kg mặc vừa nha. Mã 315 nha, 315 120k nha. À 130k nha, khoác mà. A 15 nha. Còn đã 90 rồi. Ba một năm là 130k. 315 là của chị Thúy Mai ạ. Chị Thúy Mai book cho em với nhá. Đây, chị nào 47kg đến 60kg mặc vừa nha. Đây, chất bốn đẹp luôn các chị ạ. Chất này thì chất... em nói thật chứ đảm bảo với các chị là đẹp luôn á. Cực đẹp luôn nha. Đây nha các chế nha. Đây 47kg nha, 50kg hoặc 47kg đến 60kg vẫn vừa nha. Con này mã 350 120k. Cực kỳ dày. 350 120k. Các chị ơi chia sẻ lên team cho em nha. Chia sẻ cho em lên 5 nhóm nha. Để tặng quà các chị nha. Chị Liên Phạm em ngày nào cũng like nhé chị nha. Like tối, like trưa em like nhé chị nha. Như hẹn đã dặn nha, 10 buổi cứ 8 rưỡi và trưa thì 12 rưỡi chị nha. Đây, toàn giờ mọi người đang nằm trên chăn và đắp chăn xem em live stream thôi. Em chọn giờ chị đang nằm đắp chăn live stream, live stream thôi. Đây, con này nha, xẻ xẻ này. Đẹp lắm các chị ơi. Đây, dày dặn luôn. Con này nha, chị nào 40kg, 52kg mặc à 40kg, 55kg nha. Kéo chị nào 45, 40kg hơi rộng. Chị nào 45kg, 57kg nha. Mã 343, 120k. 343, 120k. Đây chị đứng đây chị nhìn thấy em là một lô mới này. Cái này nha. Này. Con này nha, kiểu này. Kiểu yếm này, ức chế này. Ba bốn ba là của chị. Con này nha, chị nào 40kg, 52kg, 55kg vẫn vừa nha. 40kg, 55kg mặc vừa. Chị nào chốt được các chị inbox cho em nha. Không điện thoại ở đây, không số điện thoại nha. Inbox cho em địa chỉ, số điện thoại nha. Inbox cho Messenger á các chị nha. Mã 332 nha, 120k.
Chị Xuân ở mùa xuân đây chia gửi chia chị nhỉ? 332 lộc của chị gà không biết gáy ạ. Đây. Con này đỏ nha, cái sọc nha. Chị nào 40kg 55kg mặc vừa nha. 40kg 55kg mặc vừa. Nó chị ơi chia sẻ livestream cho em nha. Chia sẻ livestream cho em 5 10k visit nha. 351 120k. 351 120k. Mã 351 120k cả nhà ơi, chia sẻ cho em nha. Hàng siêu đẹp nha. Không nhưng mà em định 100 thôi. Bên nhà. Bình thường mình 100 thôi. Con này nha. Chị nào 40kg 52kg mặc vừa nha. 40kg 52kg mặc vừa. Mã 334 120k. 334 120k. 334 120k. Mã 351 là của chị Hai Nguyễn ạ. Không biết chẳng phải bị hết mất tất cả mọi bị ra đâu. Nói hết bị chưa? Ôi con này đẹp lắm chị ạ. Con này nha, cực kỳ xinh luôn, bo bo này. Chị nào 40kg 52kg mặc vừa nha. 40kg 52 53kg mặc vừa nha. 333 nha. Huyền NTT ạ. 333 nha. 333 120k. là của chị Huyền NT nhé chị nhá. 333 là 120k. 333 là của chị Yến Vi ạ. Vi ơi mày chọn chuẩn lắm ấy, đẹp. Đây. Con này nhá. Đây, bò bò đây. Chị nào 40kg 55kg mặc vừa nhá. 40kg 55kg mặc vừa. Mã 389 120k. 389 120k. 389 120k. Em thấy chị Dinh Nguyễn ạ. Yến Vy ơi, chị Kiều chơi, chị Kiều ấy chị chọn được hai cái rồi. Đây nhá, ống bo, tay bo này. Mày chọn cái nào thì nhắn tin nhanh nhanh lên nhá. Mai được ship luôn. Con này nhá. Mã 339 nha, 120k. 389 là của chị Phương Huyền Trịnh ạ. 339 nhá. 339 120k. Ba ba chín là của chị Thúy Hồ ạ. Em thấy chị Nguyễn Thanh nha chị nhá. Con này nhá. Đây. Sáng kiểu crop top này, còn ngắn và dài nhá. Con này chị nào 40kg 52kg mặc vừa nhá. Đây, 40kg 52kg mặc vừa, mã 327 120k. 327 120k. 327 120k. Ba hai bảy là của chị Thu Nguyễn ạ. Chị Thu Nguyễn thì book cho em đấy nha. Ba ba chín là của chị Thúy Hồ ạ. Chị Ngọc Thành là vì sau nhé chị nhá. Cái này nhá. Chị nào 40kg 50kg mặc vừa nhá.
40 kg, 50 kg mặc vừa. Chị nào chị lại không tập cho chị nào 40 kg mặc vừa nha, đang thả giọng mà còn cười. Đây này cổ cổ nha, cổ này chị nha. Đây chị nào 40 kg 50 kg này, mã 345 120 k, 345 120 k. Ba bốn năm là của chị Man Nguyễn ạ. Một con váy nha. Liếc gì đấy chị? Đây nha. Đây. Chị Ngọc Thành ơi, chị inbox nhanh nhanh lên nhá, tại vì mấy người chốt vào chị rồi ấy ạ. Đây, em đọc đúng cho chị nha. Cực kỳ xinh luôn. 345 là của chị Man Nguyễn ạ. Con này nha, 40 kg, 50 kg thôi nha. Đây. Con này mã 337 140 k. 337 140 k. 337 140 k. Con này nha. Đây. 337 là của chị Thùy. Chị Thùy Ngân ạ. Con này thanh đeo nha. Chị nào mà tầm 50 kg 60 kg mặc vừa nha. 337 50 kg 60 kg mặc vừa. Mã 331 120 k. 331 120 k. Các chị chia sẻ lại chim đeo với nha. Chia sẻ lại chim đeo với nào. Một là của chị Thủy Tít ạ. Đây nha. Con này nha cả nhà nha. Đây, xẻ xẻ này, cổ cao nha. Chị nào 40 kg 50 kg mặc vừa nha. 40 kg 50 kg mặc vừa. Mã 387 120 k. 387 120 k. Ba tám bảy là của chị Dinh Nguyễn ạ. Con này nha. Chị nào 40 kg 50 kg mặc vừa nha. Đây, màu xanh rêu đây. 40 kg 50 kg mặc vừa, mã 374 120 k. 374 120 k. 374 120 k. Còn 374 là của chị Hoài Thương ạ. 374 là của chị Hoài Phương ạ. Chị Hoài Phương inbox cho em ấy nha. Này nha. Túi da nha. Chị nào 40 kg 55 kg mặc vừa, 45 kg 55 kg mặc vừa. Mã 348 140 k. 348 140 k. Mã 348 140 k. Ba bốn tám là của chị. Đây nha cả nhà ơi, 348 là của chị Huyền Như ạ. Con này nha, chị nào mà tầm 40 kg lên 50 kg mặc vừa nha. Chị Huyền Như inbox cho em nha. 40 kg 50 kg mặc vừa,
Mã 309 120k. Màu đỏ rô nha. 309 120k. Một em màu vàng của team nha. Đây. Xinh chưa? Bao gấu nha cả nhà nha. Đây. Con này chị nào 40kg, 50kg mặc vừa nha. Bo này tay của team. 309 là của chị Phương Nguyễn ạ. Chị nào chốt được hàng các chị inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. 309 là của chị Huyền Nana. Huyền Hanna. Con này mã 328 120k. Mã 28. Chị nào chốt được hàng các chị inbox cho em luôn nha. 328 120k. Đồng giá 120k lên ngắn nha. 328 là của chị Toàn Nguyễn Lê Dung ạ. Ba không chín là của chị Huyền Hanna nhá chị nhá. Còn bên anh này. Ừ. Này nhá. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa nha. Thế này được. Con đang bán thêm mình nữa được. Cái này nhá. 40kg, 50kg mặc vừa nha. Mã 313 nha. 313 120k. Ba một ba của chị Trang Võ. Đây nha. Con này nha các chế nha. Con này chị nào 40kg, 52kg mặc vừa nha. 40kg, 55kg mặc vừa. Mã 302 120k. 302 120k. Cả nhà chia sẻ lại thêm nha với nha. 302 120k. Ba không hai là của chị Trang Võ. Chị nào chốt được hàng thì xin book em nha, địa chỉ số điện thoại nha. Con này nha. Các chị chốt hàng cho chắc chắn cho chị nha. Đây. Để cho mọi người gần chốt nữa. Đây. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa nha. 40kg, 50kg mặc vừa. Mã 338, 140k. Chất cực đẹp luôn. 338. Chị ơi em không lấy 309 nữa. Chị nào chốt hàng các chị chắc chắn chốt nha. Chốt hàng được inbox cho em nha. Cổng các chị đằng sau muốn cho lấy thì các chị chốt xong là các chị không lấy nữa thì các chị đằng sau muốn lấy thì không biết đường mà lấy. Chị Phương Nguyễn có lấy 309 không chị Phương Nguyễn ơi? Chị lấy thì chị ok cho em đi nhá. Con này nhá. Chị nào 45kg, 55-57kg mặc vừa. 45kg, 57kg mặc vừa. Mã 304, 120k. 304 120k. 338 là của chị Mick BB ạ. Chị Mick BB book cho em với nha. Chị nào cho đơn hàng chị book cho em nha. Màu đỏ này của team này. Đây nha. 338 là của chị Mick BB ạ. Chị nào 40kg, 52kg mặc vừa nha. 312 120k. Ok, 312 120 nha. Con này nha. Cực kỳ xinh luôn. Đây. Tay của nó cái chế này. Đây, nơ nơ này. 312 là của chị Tuyết Nguyễn ạ. Con này nha, mã chị nào 40kg, 52kg mặc vừa nha. Mã 373, 130k.
chất cực đẹp luôn. 373 120k 30k. Cả nhà em thấy chị Liêu Nguyễn ạ. Chị Trang Võ em không lấy 1 3 1 3 0 2. Các chị chốt hàng chốt cho chắc chắn với cho em đấy ạ. À? Chốt chốt như thế này còn người sau họ không lấy được chị nhá. Đầm nhà em không có nha chị nhá. Đây. Đây nhá các chị nhá. Các chị nào mà kiểu như mà kiểu chốt chơi ấy thì làm ơn em làm bán hàng, 3, em 7, bán hàng 3 kiểu là bán hàng của chị. Bán hàng thật nhá, quần áo là quần áo thật. Chứ không phải bán hàng chơi các chị nha. 373 là của chị Vũ Như Quỳnh ạ. À. Đây nha. Con này nha, chị nào 45kg 55kg mặc vừa nha. 45 đến 55kg mặc vừa. Mã 377 120k. 377 120k. Bạn nhặt, 377 120k. 377 là của chị Thúy Tít ạ. Mai bụng nơi chị với. Đây. Đây. Đây còn cái bán là gì mà còn nhiều đâu đây, đấy không phải là ấy, đấy không thì bạn nhìn cao vậy thôi nhưng mà toàn linh tinh đấy, không phải vải đen, à, không phải ấy. Đây của cái này nữa. Cực xinh luôn các chị ạ. Một là lá tí đã cười. Anh em chia sẻ ra chim anh nha. Mai chưa về về em ăn. Rồi lại bị lóe rồi, tìm lóe người đây. Này hết rồi. Đi sáng nhỉ. Ok chị Huyền NTT ạ. À. Con này nha, tay loe là chế ơi, tay loe nha, con này tay loe này. Con này nha, chị nào 45kg đến 57kg mặc vừa. 45kg đến 57kg mặc vừa. Mã 308 120k. 308 120k. 308 120k. Mã 313 là của chị Huyền NTT nhá. 308 là của chị Đông Nhi ạ. Đáng dài mới khoác thôi. Đúng đấy, đừng lục ra nữa, anh bắt anh gấp từ đầu đến đuôi cả trong nhà luôn đấy. Em vừa gấp xong từ nãy giờ em dọn rồi, cái hàng đấy vừa về em vừa để ngoài đó. Đây là hàng em đang bán hàng. Đây nha. Nó bình thường vậy thôi, đấy không có không có gì hết hả? Đây khoác của mình đấy, nếu không nhận dọn ngắn dọn. Con này nó chế nha. Lên khoác về để cao mà dọn. Đây. Hoài Phương xã 374 mặc lại. Chị xem con này nhá, không phải đồng đấy. Đây này, con này nhá, chị nào 45kg 55kg mặc vừa nhá, 45kg 55kg mặc vừa, 120k. Mã 326 326 120k. 326 120k. Vẫn thích chọn, vẫn thích xem được, xem vậy được mà có gì đâu, mình bảo có len khoác lên tinh thôi. Đây bạn nhà thấy quá, bạn nhà bạn đã thấy là tớ bình thường tớ nhà bạn tớ là lỗ rồi. Cái này nhá. Đây xinh chưa? Màu xanh ngọc nha, ngọc ngọc này. Con này xanh ngọc nha, đây. Con này chị nào 40kg 52kg mặc vừa nha, cực kỳ xinh luôn. Đây. 40kg 52kg mã 354 140k. 354 140k. Hôm nay em bán đồng giá đấy nha, bán rẻ nha, luôn luôn là dáng dài bình thường em bán 150k 160k nhưng hôm nay em bán chỉ 140k này, cái chế này yên tâm nha. 354 140k. Dài nha em, giờ giảm giá xuống 10k nha. 302 chị Lê Thanh, em ok chị nha. Tí nữa chị múc cho em với nhớ chị Lê Thanh.
nhiều con đẹp nữa. Nghe con này mà bạn phải mặc lên thì bạn sẽ biết được giá bạn ấy. Đây nhá. Ba năm tư là đây. Của chị Ly Phạm ạ. À. Chị Ly Phạm inbox cho em ấy nhá. Con này nhá. Con này nhá, chị nào thích cổ lọ thì anh cổ lọ, cổ cao thì anh cổ cao nhá. Đây. Con này nhá. Đây. Trắng đen rất chi là đẹp nhá, đây. Con này chị nào 40 kg 55 kg mặc vừa. 40 kg 55 kg mặc vừa. Này, tay nó này. Mã nhờ. Chị ơi mặc cái áo nào bọn em sẽ ma động mã nha chị nha. Chị nghe rồi chốt. Con này mã 35 120k. Mã 35. Mã 35 120k. Mã 35 là của chị Nguyễn Đặng Diễm Quỳnh ạ. Đây nha. Con này dáng này. Ồ xinh thế. Đây nha, kiểu ăn chơi chưa này. Đây kiểu cắt kiểu gì nha cả nhà nha. Vạt ngắn vạt dài này cứ từng này. Chị nào 45kg 55kg mặc vừa nha. 45kg 55kg mặc vừa. Mã 307 130k thôi. 307 130k. Con này nha. Ngày không anh. Chị ơi chắc là mạng nhà chị chậm đấy ạ. Em đọc mã mọi người mới chốt chị nha. Mạng nhà ngày không anh chậm rồi. Mạng ở quê hay mạng ở Hà Nội đấy. Ngày không anh. Con này nha. Sao giỏi thế nhỉ. Con này chị nào 40kg 52kg mặc vừa nha. 40kg 52kg mặc vừa. Mã 386 120k. 386 120k. Ba tám sáu 120k. Đem bán. Anh Nguyên này chọn một con ba đi cho em bán này chị thì xinh nha các chị nha, chuẩn bị được anh Nguyên này chọn cho con áo cực kỳ xinh để bán nha. Đây N ở đây nha, túi hai bên này. 386 là của chị Ly Phạm ạ. Chị nào 40kg 52kg mặc vừa cái này nha. 120k mã 330 120k. Đây con váy này nhá, em thật sự là em đang mặc con váy này, em khó mặc con váy này có nhỉ, nhưng mà yên tâm em sẽ thay cho các chị xem. Không là của chị Tuyết Nguyễn ạ. Con này nha. Body nha. Cực kỳ đẹp luôn đúng không đấy chị nào. Con này là cái này là hở vai nha. Cái áo của em mặc lên trong nơi trong thì nó không lộ cái áo ra đẹp ra được đây. Cực đẹp luôn, chất cực đẹp luôn các chị ạ. Đây là cái áo trong của em này. Chưa lộ ra này, hở vai nha. Đây. Đây nha. Cực kỳ đẹp luôn. Tại vì em mặc cái áo ở trong này. 330 của chị Tuyết Nguyễn chị ạ. Cái này nó hở này. Nó hở vai từ đây nhá các chế nha. Nó hở vai khoét vai này, lỗ vai này, cái chế này hai bên hai lỗ nha. Chỉ là vì em mặc cái áo ở trong này nó không lộ thôi. Đây. Con body này cực đẹp luôn, nhanh tay nào. Chị nào nhanh tay chất mã nhanh lên nha. Con này 160k nha, body cực đẹp luôn này. Con này con lạ, anh Nguyên vừa chọn ra để em bảo là bán này cực đẹp luôn nha. 160k nha. Mã 336 nha, body 160k nha cả nhà nha. Trời bà đẹp quá, bà thay mà bà mặc cả hai quá. Mà thay mà ngại cười quá. 336. Ngại cười quá. 386 là của chị Ly Phạm ạ. À. Muốn mặc cái lộ ra cái váy cực kỳ xinh luôn. 50kg có vừa không? Con này 50kg vừa nha. Chị nào mà tầm 45kg, 55kg. Mã 336 160k, cái body này cực đẹp nha. 336 160k. 336 là của chị Lê Hòa. Chị Lê Hòa inbox cho em ấy nha. Con màu ghi sáng nha. Đây. Có
hôm nay mãi nói chuyện ở phía ngoài, nghĩ là chơi chơi linh tinh nên bán hàng lâu quá. Bình thường bán này sắp xong rồi. Hôm nay nha, xẻ xẻ là cái chén này. Xẻ nha. Vật ngắn vật dài. Chị nào 40kg 52kg mặc chị vừa. Hà Nguyễn ạ. 40kg 52kg mặc vừa. Mã 341 120k. 341 120k. Em thấy chị Giang Hương Vũ ạ. Chị nào chốt được hàng với chị inbox cho em luôn nha. Còn cái nào nữa không em? Body à? Body hết rồi chị ơi, có một cái anh gì thấy cái nào body nữa không? Anh nhìn thấy ngắn sắp hàng nên anh thấy cái nào body lành, thích đẹp lành quăng cho em bán luôn đó. 341 120k. Body đạo độc đó. Chỉ có một con đấy cực đẹp luôn đó, anh Nguyên bảo mặc đi này. Đây. Con này nha, nó có một cái nơ ở đây nha. Đây. Chị nào chốt hộ thì tí nữa inbox cho em đi nha. Đây nha cả nhà ơi. Tặng quà, không tặng quà. Cả nhà chia sẻ lên 200 chia người. Chia sẻ lên 200 mình... người thì biết tặng được quà luôn là tại chỗ. Còn nếu chưa được thì kết thúc nha. Con này nha. Con này chị nào mà 40kg, 50kg mặc vừa nha. Mã 344 120k. 341 của chị Huyền Mahana. 344 120k nha. Ba bốn mốt là của chị Huyền Nana Hanna. Ôi xinh quá cả nhà ơi. Màu đỏ này. Chị nào mà tầm 40kg đến 47kg mặc vừa nha. 40kg đến 47kg mặc 3, vừa. Ba bốn mốt là của chị Trung Võ. Một cái dù. Chị nào mà đi máy bay mà sợ rơi xuống thì cầm mua cái áo này. Con này nha. Con này chị nào 40kg đến 47-48kg nha. 322 120k. 322 120k. Mã 322 120k. Một con áo cực kỳ xinh. Đây. 322 là của chị Trang Võ. Ôi Trang Võ với chị Trung Võ. Ôi xinh đấy, cái này xinh đấy nè. Cực kỳ xinh, màu này đáng yêu chứ. Nè. Thôi là mình mặc ngược chị nhỉ? Chị Trung Võ tí nữa inbox cho em ấy nha. Chị Trang ơi, cả nhà ơi, cả nhà thấy em có cái gì mới không? Chính là cái vòng này nha. Cái nhị nhị này nha. Đây. Con này nha. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa nha. Mã 311 120k. 311 120k. 311 120k. Chị nào nhanh tay thì được, chị nào chậm tay không được nha. Chốt theo mã của nhà em nha. Theo mạng em nha. Mạng nghe mạng khỏe nha, mạng nhớ chị mạng yếu lắm. Nhiều chị không chốt chưa đọc mã đã có mã rồi. Ngược. Chả biết ngược hay không nhưng mà trên da mặc ngược cả nhà. Đây. 311 là của chị Giang Lê ạ. Con này nhá. Chị Giang Lê inbox cho em với nhá. Đây. Màu xanh rêu nhá. Họa tiết này. Chị nào mà 40kg đến 47-48kg mặc vừa nhá. Hình như em lại mặc ngược rồi nhá nhá. Đây nhá. Chị nào 40kg đến 47-48kg mặc vừa màu xanh rêu này nha. Con này mã 349 120k. 349 120k. 349 120k. Một có màu tím nha. Đây. Màu tím cực kỳ xinh. Bình thường bán dài 150k nhưng mà thôi đây đồng giá luôn. Đây nha. 149 là của chị. Đây nha. 149 là của chị Trang Võ. Chị nào mà 40kg 52kg mặc vừa con này nha. Con này mã 305 130k nha. 305 130k dáng dài nhưng mà em bán vẫn giá thấp rồi đấy. Em kéo lên rồi chị nha. Một con màu ghi 149 nha. 149 là của chị Trang Võ. Đây. 305 là của chị Phương Nguyễn. Hello, mọi người ơi, giờ này mọi người đi ngủ cho chia sẻ livestream cho em đi nào. Đây. Đây. Chị nào 40kg, 50kg mặc vừa nha.
40 kg, 50 kg mặc vừa. Con này mã 303 120k. 303 120k. 303 120k. Chị Trung Võ, chị inbox cho em với nhá. Cho em số điện thoại và địa chỉ ạ. Các chị chốt được hàng, các chị đồng mã, em đồng mã các chị nha. Các chị nhớ mã, các chị inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Chị nào mà không nhớ mã thì các chị inbox cho em tự soát mã nha, tự soát mã được nha. Bởi vì em có mã nhưng em ghi lại nha. Con này nha. Chị nào mà 38 kg nha. 38 kg đến 45 kg. 303 là của chị Trung Võ. Chị nào 38 kg đến 45 kg mặc vừa con này nha. Con này mã 375 120k. 375 120k thôi. 375 120k. Chị Trang Võ ơi, chị inbox cho em địa chỉ và số điện thoại chị nha. Inbox cho em nha. Ba bảy năm là của chị Nguyễn Đặng Diễm Quỳnh ạ. Đây. Con này nha. Chị nào 40 kg, 52 kg mặc vừa. 40 kg, 52 kg mặc vừa. Mã 391 120k. 391 120k. 391 120k. Ba không ba là của chị Trung Võ. Con này nha, màu tím nhau chỗ xinh chưa? À nhà ơi, mua tầm áo để đi chơi Tết nào, còn 30 ngày nữa là Tết rồi. Con này nha. 391 là của chị. Chị nào 40 kg, 50 kg mặc vừa. 40 kg, 50 kg mặc vừa nha. Mã 13, 120k. Mã 13, 120k. Mã 391 là của chị Man Nguyễn ạ. Mã 13 là của chị Dinh Nguyễn ạ. Đây. Chị nào mà 40 kg, 52 kg mặc vừa nha. 40 kg, 52 kg mặc vừa. Mã 301 120k. 301 120k. Chị nào chốt được mã nào chị inbox cho em nha. Chị Hải Nali, chị không bị ẩn nha. 301. Đây. 301 của chị Lan Anh Phạm ạ. Chị Lan Anh Phạm inbox cho em ấy nha. Cô gái này, cô gái cực kỳ xinh cả nhà này. Chị nào 40 kg, 52 kg mặc vừa nha. 40 kg, 52 kg mặc vừa. Mã 325 120k. 325 120k. 325 120k. Cả nhà ơi, chị nào mà chốt được hàng á, chị inbox cho em nha. Anh giờ em chuẩn bị check inbox nha. Mã 13 là của chị Dinh Nguyễn ạ. 325 là của chị Phương Đăng ạ. Các chị được mã nào inbox cho em với nhá. Mã 13 là của chị Dinh Nguyễn ạ. Nhưng mà cái đôi đấy giờ em giơ lên nha, mọi người tranh nhau luôn. Mọi người thích đôi lắm, nhiều người thích thích đôi ấy, bạn bè ấy. Đây nha. Đây này. Chị nào 40 kg, 50 kg mặc vừa nha. 40 kg, 50 kg mặc vừa con đỏ này nha. Con này mã 23, 120k. Mã 23, 120k. Chị Trung Võ, chị được 2 cái nha chị nha. Mã 23 là của chị Thủy Nguyễn ạ. Đổ đông áo của em giờ.
Cái này nhá, chị nào mà 40kg đến 48kg mặc vừa nhá, 40kg đến 48kg mặc vừa nhá, mã 45 120k, 45 120k, mã 45 120k. Đây cả nhà ơi, một cái màu đỏ cực kỳ xinh nha. Đây, của chữ V nha. Mã 23 là của chị Thúy Nguyễn ạ. À. Nhưng mà cái này bù. Đây, bù lại cái màu đỏ cực kỳ mức kia nha. Đây. 45 là của chị Phương Nguyễn ạ. À. Đây nha, chị nào 40kg 52kg mặc vừa nha, 40kg 52kg mặc vừa, mã 14 120k, mã 14 120k. Mẫu nhà em 49kg nha chị nha, 49 em siêu mẫu nha, 49kg nha. Đây, 325 là của chị Phương Đăng ạ. Mã 14 là của chị Mi Duyên ạ. Hello, hello cả nhà. Một con size gilet này, gilet sát nách này, kiểu khoác này. Khoác sát nách nha các chị nha. Mặc con len trắng hoặc len đen hoặc len xám cũng được nha. Đỏ đô cũng được nha, khoác ra ngoài nha. Con này này túi hai bên nha. Cực xinh luôn các chị ạ. Con này nha, chị nào 40kg 50kg khoác thôi nha. 40kg 50kg khoác vừa. Mã 53 140k, 53 140k, 53 140k. Mã 53 là của chị Nguyễn Đặng Diễm Quỳnh ạ. À, này nha, chị nào chắc chắn chốt, chị kỹ ngắm thật kỹ nha. Chắc chắn chốt rồi inbox cho em địa chỉ số điện thoại nha. Con này mã 48, chị nào 40kg 52kg mặc vừa, mã 48 120k, mã 48 120k. Đây, bán rẻ cho mọi người mua, ủng hộ mình mà. Mọi người mua chia sẻ cho em nha, vừa rẻ vừa đẹp nha, mọi người chia sẻ cho em nha. Đây, mã 48 là của chị Lê Thạnh ạ. Con này nha, chị nào mà 45kg 55kg mặc vừa nha, 45kg 55kg mặc vừa, mã 17 120k, 17 120k. Em thấy chị thanh tóc nha, sao giờ chị mới lên chị ơi? Chị thanh tóc ẩn rồi, sóng ẩn rồi, chắc mạng chị cũng kém nữa cơ. Bên đây chị có chốt được đâu. Đây, con này nha, cực đẹp luôn. Đây, chị 53kg. Chị ơi, chị không chặt đâu chị nhá, 53kg vẫn vừa chị. Vừa nha chị nha. Con này chị nào mà 55kg mặc vẫn vừa này. Con này chị nào 40kg 55kg mặc vừa nha. Con này mã 91 120k, mã 91 120k. Toàn bán rẻ cả nhà thôi, dáng dài như dáng ngắn thôi. Bán linh ta vậy, linh tinh vậy, cái lỗ cái lãi vậy. Mã 91 là của chị Văn Đăng ạ. Con này nha, con này chị nào 1m6 ấy, em 1m65 nha, chị nào 1m6 mặc thành bấy body nha. Đây, cực kỳ xinh luôn, màu nâu tây nha. Con này màu nâu tây nha, chị nào 40kg 52kg mặc vừa. Con này mã 72, mã 72 từ trưa đến giờ, từ tối đến giờ á. Con này mã 72, bây giờ chị chốt đi, mã 72 140k. Chị ơi vừa chị nhá, không chặt đâu chị ạ. Mã 72 là của chị Tuyết Nguyễn ạ. Đây, các chị chốt được mã nào nhớ mã rồi inbox cho em đi nhá. Cả nhà ơi, cực kỳ xinh nha con này nhá. Đây,
dáng dài vậy nha. Đây. Con này cực xinh luôn các chị ạ. Hello, cực kỳ xinh nha. Con này cực kỳ xinh luôn. Hello chị Oanh Dương ạ. Chị nào 40kg, 52kg mặc vừa con này nha. Con này 150k, mã 06. 06, 150k. Em thấy chị Hải Đai nhá. Không, 06 là của chị Nguyễn Đặng Diễm Quỳnh ạ. Con này nhá. Chị nào 40kg, 52kg mặc vừa nha. 40kg, 52kg mặc vừa con này nha. Màu vàng nha. Con này mã 05 120k. Em thấy chị Hương Trà 05 120k. 05 120k. Thôi bán con cuối cùng để nghỉ nha. Hôm nay nghỉ sớm nha. Nghỉ sớm để khách hàng. Mã 05 của chị Nguyễn Đặng Diễm Quỳnh ạ. À. Nghỉ sớm để khách hàng nha. Đây. Con này nha. Chị nào 40kg, 52kg mặc vừa. Xẻ xẻ này. 40kg, 52kg mặc vừa. Mã 12. Mã 12. 12 120k. Mã 12 120k. Không, 05 là của chị Nguyễn Đặng Diễm Quỳnh ạ. À. Bị đổ rồi cả nhà. Đây. Con này nha. Mã 12 là của chị Giang Lê ạ. À. Đây. Con nào chị nào 45kg, 57kg mặc vừa nha. 45kg, 57kg mặc vừa, dáng cánh rơi nha. Đây này. Con này mã 01 120k. Mã 01 120k. Không, 01 của chị Hải Nai ạ. À. Chị Hải Nai búc cho em với nha. Con này nha, ngắn cũng như dài, mà dài cũng như ngắn như thế này. Đây nha. Chị nào mà 40kg, 52kg mà vừa nha. 40kg, 52, 53kg vẫn vừa nha. Đây. Con này mã 50, 120k. Mã 50. Mã 50, 120k. Mặc vừa, dáng xe xòe nha. Dáng xe xòe. Cực kỳ cute luôn. Con này mã 22, 140k. 22 22, 140k. Mã 22, 140k. Những cái nào bịch như thế này là em lấy dần từ đấy chị bán. Còn những cái kia là những em bán. Em để bán, em dài mà khoác không có đang ngắn. Trên em bảo chị đừng lục tung ra, ví dụ em vừa gấp đồ sau chị em có bán đâu. Đấy là khoác đấy. Đây em lấy bịch mà. Mã 22 là của chị Hoa Mai Nguyễn ạ. À. Màu hồng nha. Con kia kỳ sinh nha. Đây. Đây nha, khoét lỗ này. Con này khoét lỗ nha. Con này khoét lỗ. Hoa Mai Nguyễn đi búc cho đấy nha. Đây. Chị nào 45kg, 55kg mặc vừa nha. Con này mã 52. Mã 52, 120k. Mã 52, 120k. Xanh gel nha.
Mã 52 là của chị Hà Nguyễn ạ. Con này màu xanh rêu này dễ mặc, là cái chế này màu này cực kỳ xinh luôn. Chị Hà Nguyễn inbox cho em đi nhá. Đây này, ủ xinh chưa? Đây nha. Chị nào mà 40kg, 50kg mặc vừa nha. 40kg, 50kg mặc vừa có màu xanh rêu này nha. Mã 32, 120k. 32, 120k. Tua, diêm du có màu đỏ. Màu đỏ cực kỳ xinh nha. Đây. Con này nha. Mã 32 là của chị Giang Lê ạ. Chị nào 40kg, 52kg mặc vừa nha. Chị nào chốt được mã nào có chị inbox cho em nha. Inbox địa chỉ số điện thoại nha. Mã 44, 120k. 44 120k. Mã 32 là của chị Giang Lê ạ. Mã 44 là của chị Cẩm Thu ạ. Thôi cái cuối cùng nha, không làm nữa nha, nghỉ nha. Hẹn cả nhà trưa mai 12:30 nha. Đây một con vàng này của Tim này. Đấy nha. Xinh quá các chị ơi, con này xinh lắm ạ. Khách đến chơi nhà em tắt đây nha. Con này mã 37 nha, chị nào 40kg, 50kg một vừa nha. Tạm biệt cả nhà. Chị nào chốt được hàng các chị inbox cho em nha. Bạn chị nào mà chia sẻ cho em lên 5 nhóm các chị chụp hình màn hình lại, gửi cho em giảm đến 10k phí ship nha. Đây. Chị nào chụp màn hình lại chia sẻ 5 nhóm nha. Con này mã 37 nha, 120k nha, 40kg, 50kg một vừa. Bye bye cả nhà nha, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Chị nào chốt được hàng các chị inbox cho em nha. Inbox cho em xong rồi đi ngủ nha, sáng mai các chị trả lời cũng được. Chỉ cần địa chỉ số điện thoại của chị Toàn Nguyễn Lê Dung ạ. Chỉ cần các chị là check inbox cho em này. Inbox cho em địa chỉ số điện thoại em gửi hàng nha các chị nha. Chị nào qua Shopee thì các chị nói qua Shopee nha. Hello cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon nha. Cả nhà inbox cho em nha.